Thưa quý vị, để sẵn sàng cho năm học mới 2022-2023 an toàn và thành công, quận Quảng Sơn đã hoàn thành chu đáo công tác tuyển sinh đầu cấp, tuyển dụng giáo viên, chuẩn bị sách giáo khoa, tu sửa trường lớp, các phòng học, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và giảng dạy. Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023 đã được quận Quảng Sơn bắt đầu triển khai ngay sau khi kết thúc năm học 2021-2022. Trong dịp hè, và đặc biệt chỉ đạo gấp rút hoàn thiện tất cả vào cuối tháng 8 năm 2022. Quận dành nguồn kinh phí hơn 30 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới các khối học, lớp học, sửa chữa cải tạo các hạng mục xuống cấp ở các trường học. Đặc biệt quan tâm xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh, có phương án thuê dịch vụ để đảm bảo vệ sinh. Thì có thể nói là các cái trường học phổ thông cho đến các cái trường ngoài công lập trên địa bàn quận Quảng Sơn đã chuẩn bị rất là tốt về điều kiện cơ sở vật chất và đặc biệt là tinh thần của đồng hữu cán bộ giáo viên để mà chào đón các em cho năm học mới 2022-2023. Công tác tuyển sinh đầu cấp được cải cách, rút ngắn thời gian và thuận tiện trong khâu tiếp nhận. Hai năm trở lại đây, Ủy ban Nhân dân quận tổ chức tuyển sinh theo hình thức trực tuyến liên thông đối với học sinh đang học tại địa bàn quận, kết hợp với hình thức truyền thống trường hợp học sinh đi học các trường khác quận. Thống kê tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 đạt tỷ lệ lần lượt là 90,3% và 107,2%. Cùng với đó, tổ chức thi tuyển giáo viên, sắp xếp, bổ nhiệm ổn định đội ngũ cán bộ, quản lý. Lãnh đạo nhà trường đã phối hợp rất chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống COVID của Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn thực hiện tốt cái chiến dịch tiêm vaccine trong cái tháng 8 vừa qua, để cho đảm bảo vaccine được bao phủ cho trẻ em đến trường một cách an toàn. Nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục cho cả năm học, ngành giáo dục quận tổ chức cho giáo viên tham gia tập huấn, tìm hiểu các nội dung chương trình giáo dục mới bằng nhiều hình thức. Trong đó, ưu tiên đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy và học tập ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua.